không thể nói việc xây dựng con người xã hội chủ nghĩa là cũ kỹ, ngày 20 11 2024 và đã đăng tải ý kiến của ông Đỗ Việt Khoa và ông Phạm Minh Hoàng, theo đó hai tác giả này cho rằng Việt Nam nên từ bỏ xây dựng con người xã hội chủ nghĩa vì quá cũ kỹ và kìm hãm sự phát triển của con người. Những ý kiến trên đây đã xuyên tạc bản chất con người xã hội chủ nghĩa, xuyên tạc sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Trong thực tiễn, không thiếu gì việc đối thoại của cán bộ lãnh đạo với nhân dân không thiếu gì ý kiến trái chiều được lắng nghe. Nghiên cứu, xem xét, không có chuyện hệ cứ nói khác đường lối của đảng là bị tù đầy. Quốc hội đã từng nghe hàng ngàn ý kiến trái với những dự thảo quyết định về việc quản lý không thật hợp lòng dân. Cần phân biệt với một số trường hợp có hành vi tuyên truyền, chống đối, lật đổ nhà nước đã bị xử lý hình sự, con người là yếu tố của lực lượng sản xuất, đồng thời là yếu tố của quan hệ sản xuất, đồng thời là yếu tố của kiến trúc thượng tầng. Nói cách khác, con người là một thực thể vô cùng tinh vi đặc trưng cho một hình thái kinh tế xã hội nhất định. Chế độ xã hội tư bản chủ nghĩa thuộc hình thái kinh tế xã hội tư bản chủ nghĩa là chế độ xã hội cao hơn, tiến bộ hơn các chế độ xã hội trước nó, được đặc trưng bởi nền dân chủ tư sản nhất quán với cơ chế thị trường tự do phổ biến. Nó là cơ sở xét cho một lối quyết, sống theo chủ xét nghĩa về lịch nhân. sử tiến hóa, xét về logic thì chế độ xã hội chủ nghĩa thuộc về hình thái kinh tế xã hội cao hơn tiến bộ hơn chế độ tư bản chủ nghĩa. Chủ nghĩa xã hội được đặc trưng bởi nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, tổ chức và hoạt động của xã hội theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số, thiểu số phục tùng đa số, ý kiến của thiểu số được bảo lưu. Vì thế chế độ xã hội chủ nghĩa phải xây dựng con người xã hội chủ nghĩa là điều bình thường, hợp lý, chứ không thể nói là cũ kỹ. Là kìm hãm sự phát triển của con người, con người xã hội chủ nghĩa là con người phát triển toàn diện, cả tinh thần lẫn thể chất cả đạo đức và trí tuệ con người biết sống và cống hiến cho cộng đồng cho tổ quốc ngược lại được cộng đồng chăm lo cho mỗi người thế thì có gì là cũ kỹ là kìm hãm sự phát triển của con người bài học đối với bản thân việt nam là đất nước ổn định chính trị ổn định xã hội trong điều kiện không đa nguyên đa đảng vẫn có mọi sinh hoạt xã hội dân chủ cởi mở con người việt nam nói chung thanh thiếu niên sinh viên học sinh nói riêng vẫn nổi tiếng thế giới về phát huy trí thông minh sáng tạo không có cơ sở nào không có căn cứ gì để nói rằng việc xây dựng con người xã hội chủ nghĩa đã kìm hãm sự phát triển của con người